Một trong những cái môn học hết sức là quan trọng dành cho lãnh đạo. Very important subject for leaders. Một trong những cái môn học rất là quan trọng dành cho người lãnh đạo. And also Christian leaders. Và dành cho những cái người lãnh đạo Cơ Đốc. Is how to handle conflicts. Đó là làm sao để chúng ta giải quyết xung đột. So we write that as the main topic. Và chúng ta chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái how to handle conflicts. Đó là làm sao chúng ta có thể giải quyết xung đột. Chúng ta bước sang một môn học mới, đó là cách giải quyết xung đột. Do you have conflicts in your churches? Anh chị em có xung đột ở trong hội thánh của mình không ạ? You said no. Anh chị em nói có hay không ạ? Yes. They say yes. Yeah. Everyone says yes. So you want to learn how to handle conflicts? Và anh chị em có muốn học cách để giải quyết xung đột không ạ? Excellent. Rất là tuyệt vời. Can we find a Bible verse for conflicts? Anh chị em có nhớ những cái phân đoạn kinh thánh nào nói về những cái xung đột không ạ? Và những cái cách giải quyết không ạ? Ở đâu ạ? How do you handle conflicts? Bình thường nếu mà chúng ta chưa học, chúng ta giải quyết xung đột như thế nào ạ? It is very tempting. Nó sẽ rất là cám dỗ. For a Christian leader to use his authority. Đó là người dành cho người lãnh đạo Cơ Đốc sử dụng cái thẩm quyền của mình. And say you sit down. Và nói rằng ngồi xuống. Hey, anh ngồi xuống nhá. And listen to me. Và lắng nghe tôi này. This is how it should be. Và đây là cách mà nó cần phải được làm. And then you dictate how it should be. Và sau đó chúng ta sẽ rất là độc tài về cách mà chúng ta xử lý vấn đề. And you dictate the solution. Và sau đó chúng ta cũng giống như kiểu lèo lái cái kết quả cái giải pháp luôn. Chúng ta cũng đưa ra cái giải pháp như nào luôn. I don't think that is a good way of handling conflict. Tôi không nghĩ rằng đây là một cách tốt để giải quyết xung đột. You don't handle the conflict, you park it. Lúc đó anh chị em không phải là đang xử lý xung đột mà anh chị em đang. The problem is not solved. Mà lúc đó cái vấn đề sẽ không được giải quyết. And the conflict will pop up in other places. Mà lúc đó cái xung đột nó sẽ xuất hiện ở một số những cái nơi khác. Traditionally in churches. Và theo truyền thống ở tại các cái hội thánh, conflict is always negative. Chúng ta thấy rằng theo cách hiểu của các hội thánh, một cách truyền thống thì xung đột là xấu. Therefore, conflict should be avoided. Do vậy nên là người ta sẽ cố gắng để tránh những cái xung đột. And often we have this idea that church is a place with perfect people. Và chúng ta luôn luôn lý tưởng hóa hội thánh
là nơi mà lúc nào cũng có những cái con người mà hoàn hảo. Living in perfect harmony. Và rồi sống với một cái sự hòa hợp một cách hoàn hảo. All the time. Lúc nào cũng vậy. And when conflicts come, và rồi khi mà những cái xung đột xuất hiện, there is something that not should be there. Và chúng ta nghĩ rằng có lẽ là có một số những cái điều mà không nên tồn tại ở tại đó. And therefore many pastors, và đó là lý do mà nhiều mục sư, they want to avoid conflicts. Họ muốn trốn tránh xung đột. When conflicts come, khi mà xung đột xảy ra, they want to pull back. Họ muốn giống như kiểu là thu mình lại. They just say, you fix that. Họ cứ nói rằng bây giờ anh chị em tự xử lý với nhau nhá. You have to be kind to each other. Bây giờ là hãy mềm mại với nhau nhá. We are Christians. Bởi vì chúng ta là Cơ Đốc nhân. We are saved. Chúng ta đã được cứu rồi. We should live in peace with each other. Bây giờ là hãy sống hòa bình với anh chị em của mình. So therefore many pastors, đó là lý do mà rất là nhiều mục sư, they don't want to take in problems in conflicts. Họ không có muốn nhìn vào những cái vấn đề ở trong xung đột. Conflicts are a part of reality. Anh chị em cần phải hiểu một điều rằng xung đột nó là một phần ở trong thực tế cuộc sống. One pastor I know. Một người mục sư mà tôi biết. He was a pastor of a big church. Ông ấy là một người mục sư của một hội thánh lớn. And he was talking to his son. Và rồi ông đang nói chuyện với người con trai của mình. And his son, he knew what problems they had in the church. Và người con trai thì biết cái vấn đề mà họ đang phải đối diện ở trong hội thánh. He knew about all the conflicts. Và người này biết về mọi những cái xung đột ở trong hội thánh. And the father asked his son, và rồi người mục sư hỏi người con trai rằng, son, do you want to be pastor for a big church when you get old? Mục sư hỏi rằng, con ơi, con có muốn trở thành một người mục sư quản nhiệm một hội thánh lớn khi con trưởng thành không? And the son said no. Và người con trai nói rằng không. I don't want to be pastor for a big church. Tôi không có muốn trở thành một người mục sư trong một hội thánh lớn đâu. Why? Tại sao? Father asked. Người cha hỏi như vậy. And the son said, I have looked at you and the church and I've learned one thing. Tôi nhìn vào con nhìn vào cha và hội thánh và con học được một điều. Small churches, small conflicts. Hội thánh, big churches, big conflicts. Hội thánh nhỏ, xung đột nhỏ. Hội thánh lớn, xung đột lớn. So I prefer small churches. Do vậy, con quản nhiệm hội thánh nhỏ tốt hơn. You as pastors and Christian leaders need to know how to handle conflicts. Anh chị em ơi, dù nhỏ hay là dù lớn thì điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong chức vụ của anh chị em trên cương vị là người lãnh đạo phải học cách xử lý những xung đột. Conflicts can be positive. Anh chị em ơi, xung đột nó cũng có thể là một phần tích cực của cuộc sống. If they are handled in the right way. Nếu như chúng ta biết cách xử lý xung đột theo cách đúng đắn. Conflicts can be a way of coming nearer to each other. Xung đột nó có thể là một cách để khiến cho người ta kéo lại gần nhau hơn. And conflicts can split churches. Nhưng mà ngược lại, xung đột nó cũng có thể là nguyên nhân để cho hội thánh chia rẽ. Conflicts that are not handled in the right way. Nếu như mà xung đột không được giải quyết theo một cách đúng đắn, can pass on from parents to children. Chúng ta thấy rằng xung đột không được giải quyết đúng đắn thì từ xung đột của các bậc cha mẹ
nó sẽ kéo sang các thế hệ con cháu. Because the parents, when they are in their homes, bởi vì khi mà người cha mẹ ở trong nhà của mình, talk about the conflicts, họ nói về những cái xung đột, and the children are listening, và rồi con cái của họ ngồi và lắng nghe, and they receive what the parents say, and they also become a part of the conflict. Yeah. Và sau đó họ tiếp nhận những cái luồng tư tưởng, những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của người cha, người mẹ, và rồi họ cũng có cái hiềm khích với giống như cha mẹ của họ. And therefore you can experience that the conflict passes on from parents to children, and it becomes attitudes. Yeah. Và chúng ta thấy rằng cái xung đột á, chúng ta quan sát và để ý, nó có thể chuyển từ cha mẹ đến các thế hệ con cháu, và nó dần dần biến thành một cái thái độ. And you get parties in the church that are against each other. Và chúng ta thấy rằng có những cái nhóm ở trong hội thánh mà chúng ta thấy rằng họ đối lập nhau. It could be to begin with a small thing. Có thể lắm ban đầu nó chỉ là một cái sự nhỏ nhoi thôi. That easily could have been handled. Mà lẽ ra nó có thể giải quyết một cách dễ dàng. But because it was not handled properly. Nhưng mà bởi vì nó đã không được giải quyết một cách triệt để. It becomes attitudes that split and separates people in the church. Và nó lớn dần lên trở thành một cái thái độ mà khiến cho hội thánh chia rẽ. When I was young and inexperienced as a pastor. Khi mà tôi còn trẻ và kinh nghiệm như là một người mục sư. I pastored a church. Tôi chăm sóc một hội thánh somewhere in Norway. Ở một khu vực nào đó tại Na Uy. I was young and idealistic. I was young and full of good ideas. Yeah. Tôi lúc đấy thì còn rất là trẻ và đầy nhiệt huyết, nhiều ý tưởng. And I learned to know that in that church there were two families. Và tôi học và biết rằng ở tại hội thánh đó có hai cái gia đình. One family, the man was an elder. Một gia đình thì cái người đàn ông ở trong đó là cái người trưởng lão. And in the other family, he was not an elder. Và ở tại một gia đình kia thì không cái người đàn ông trong gia đình đó không phải là trưởng lão. But he was the brother of the wife of the elder. Nhưng mà ông ấy là người một trong những cái người anh em của cái người vợ của cái người trưởng lão. And I visited the elder and his wife. Và rồi khi mà tôi thăm cái người trưởng lão và cái người vợ của mình. And they told me things about the other man, the wife's brother, that was not very good. Và sau đó thì hai cái cặp vợ chồng này chia sẻ với tôi về cái người anh em của cái người vợ là một cái người không tốt. And I visited the man. He was a widower. He was alone, and he talked to me about his sister and his brother-in-law. That was not good. Yeah, but he's alone, right? The lonely one. Yeah. Và khi mà tôi thăm cái gia đình của cái người đàn ông này, và ông này lúc này đang ở một mình, và ông cũng chia sẻ những cái điều xấu về cái người chị họ của mình và cái người anh rể họ của mình. So here we had one family. He was an elder, and one widower. And they were talking badly about each other. Và có một gia đình là người trưởng lão và một gia đình là một cái thành viên trong hội thánh mà cũng có cái mối quan hệ với cái gia đình người trưởng lão. Họ đang nói xấu nhau. It was not about things in the church. It was about family matters. Nó không phải là những cái vấn đề họ nói xấu nhau, không phải là về những cái câu chuyện, những cái điều liên quan đến hội thánh, mà chỉ đơn giản là về cuộc sống của hai gia đình và những cái xung đột của họ. And then I decided. Và rồi tôi quyết định. I will ask these two families, or this one elder and his
family and this widower, I will arrange them to meet together and talk together. Và tôi quyết định một điều rằng tôi sẽ mời gia đình của người trưởng lão và gia đình widower. Widower. So the woman, not the woman. Widower is a man who lives alone because his wife has died. Và sau đó thì tôi mời cái người đàn ông này thì ông quá vợ rồi. Và sau đó thì cả tôi quyết định rằng sẽ có một cái cuộc gặp gỡ để rồi hai gia đình có thể ngồi lại với nhau. So I arranged a meeting between them. Và tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho hai gia đình. I wanted them to talk honestly with each other. Tôi muốn hai gia đình sẽ ngồi lại với nhau và nói bày tỏ một cách chân thật. I was young and inexperienced. Và lúc này tôi rất là trẻ và rất là nhiệt huyết. I wanted a quick fix. Tôi muốn rằng bây giờ nhá ngồi lại với nhau và nói chuyện với nhau để giải quyết một cách nhanh chóng. Do you know what happened? Anh chị em có biết điều gì xảy ra không ạ? They started to quarrel. Họ bắt đầu ngồi nói xấu nhau, càm ràm nhau. Throwing words at each other. Và sau đó ném vào mặt nhau những cái cụm từ. And they attacked me. Và sau đó họ tấn công tôi. For arranging that meeting. Này nhá, mục sư sau lại còn bày đặt ra cái cuộc họp này. I didn't solve a thing. Tôi không có giải quyết được cái gì cả. I became the bad man. Và lúc này tôi lại còn trở thành một cái người gọi là đóng vai ác. That was not a good way of handling conflict. Đấy không phải là cách đúng đắn để giải quyết xung đột. There is a method of conflict handling. Có một cái phương cách để chúng ta có thể giải quyết xung đột. And it's based or it has as an illustration an animal. Chúng ta có thể nghe một cái minh họa về những cái loài vật. Five different animals. Có năm cái con vật khác nhau. So you can handle conflicts like an animal. Chúng ta có thể dựa vào những cái đặc tính của những cái con vật đó và sau đó chúng ta giải quyết xung đột. Five different animals. Có năm cái con vật khác nhau. And we write và the first one. Bây giờ chúng ta sẽ có năm con vật khác nhau. The first animal. Con vật đầu tiên. Is the tiger. Đây là con hổ. You can handle conflicts like a tiger. Chúng ta có thể giải quyết xung đột giống như một con hổ. How do you handle conflicts like a tiger? Vậy bây giờ một con hổ thì thường giải quyết xung đột như thế nào? You can write some bullet points below. The tiger want to win at any cost. Win at any cost. Con hổ thì nó sẽ mong muốn chiến thắng bằng mọi giá. Think about yourself as a tiger. Nếu bây giờ chúng ta suy nghĩ đặt mình vào vị trí của một con hổ. Meeting conflicts. Và bây giờ khi mà gặp xung đột. You want to win at any cost. Chúng ta sẽ muốn chiến thắng bằng mọi giá. Or you have persons in your church that are tigers. Hoặc chúng ta sẽ có những cái con người ở trong hội thánh của mình mà họ có cái đặc tính giống như con hổ. They want to win at any cost. Họ muốn chiến thắng bằng mọi giá. And next, they are aggressive. Rất là hung hăng. And they are dominate. Và dominating. Yeah.
độc quyền. What is the result of handling conflict like a tiger? Vậy thì cái kết quả của cái cách mà chúng ta giải quyết xung đột giống như là hổ thì như thế nào ạ? Kết quả là gì ạ? You get animosity. The people become enemies. Yeah. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta giải quyết giống như một con hổ thì kết quả là chúng ta sẽ tạo ra nhiều kẻ thù. People are passives. Passive. Và bởi vì lúc này con người người ta sẽ cảm thấy là bị thụ động, không được khích lệ. People are pulling back. Và lúc này người ta thu mình lại. They are feeling that they are run over. Và họ nghĩ rằng họ đã bị giống như kiểu là bị kiểm soát, bị cai trị. They are being run over. Và họ nghĩ rằng họ đã bị cai trị. So if you are a Christian leader, do vậy nếu như mà anh chị em là những người in a church, nếu như anh chị em là những người truyền giáo ở trong hội thánh, don't solve conflicts as a tiger, thì chúng ta đừng giải quyết xung đột giống như là con hổ. And if you have members in your church, và nếu như anh chị em có những cái người thành viên trong hội thánh that are in conflicts with each other, mà lúc này họ đang có xung đột với nhau, don't let the tiger win, thì đừng để cho con hổ giành chiến thắng. The problems will never be solved. Bởi vì lúc này vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết. If you have tigers in your church that win conflicts like tigers. Và nếu như mà ở trong hội thánh có những con người họ chiến thắng xung đột bằng cái phương cách của một con hổ, it will never be solved. Thì vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết. The tiger want to win at any cost. Con hổ thì nó muốn chiến thắng bằng mọi giá, bằng mọi cách. The second animal. Chúng ta sẽ qua một cái con vật số 2. There's a teddy bear. The teddy bear. Teddy bear. Teddy. À, teddy bear. The teddy bear. Yeah. Yeah. When you handle conflicts like a teddy bear, nếu mà chúng ta giải quyết xung đột giống như là một con gấu, you want to please others. Chúng ta sẽ muốn làm hài lòng người khác. If you are a Christian leader and handle conflicts like a teddy bear, nếu như chúng ta là người lãnh đạo ở trong hội thánh và chúng ta giải quyết xung đột giống như là một con gấu, you have to listen carefully. Thì chúng ta cần phải lắng nghe một cách cẩn thận. The problems will never go away if you just let them be. Và chúng ta thấy rằng cái vấn đề nó sẽ không bao giờ được giải quyết một cách triệt để hay là tan biến đi nếu như mà chúng ta cứ để cho mọi chuyện xảy ra như vậy. When the tiger, khi mà một con hổ, want to win at any cost, nó muốn chiến thắng bằng mọi giá. The teddy bear tries to keep good relations at any cost. Và một người mà mang cái giải cách giải quyết của một con gấu sẽ muốn giống như kiểu là không tạo ra xung đột. Among all the pastors I know, phần lớn những người mục sư mà tôi biết, most handle conflicts like a teddy bear. Phần lớn hay là gần như là tất cả những người mục sư mà tôi biết, họ thường giải quyết xung đột giống như là một con gấu. The relationships are more important than the problem at the table. Tức là họ nói rằng cái mối quan hệ thì quan trọng hơn là cái vấn đề mà đặt ra.
If there is a problem, it has to be solved. Nếu như mà nó có một cái vấn đề nào đó thì cái vấn đề đó cần phải được giải quyết. You cannot do like the teddy bear and say we have no problem. Chúng ta sẽ không thể giải quyết giống như kiểu là một cái chú gấu teddy. Yes, you have a problem. Anh chị em có một cái vấn đề. And the problem will not disappear if you say it isn't there. Và nếu như mà chúng ta không giải quyết cái vấn đề đó thì cái vấn đề nó sẽ vẫn nằm ở tại đó. The teddy bear will always have harmony. Chúng ta thấy rằng gấu teddy sẽ luôn luôn muốn giống như kiểu là có một cái sự hài hòa, có một cái sự hòa bình với người khác. Let's talk about anything else. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề khác nữa. If you are a pastor and a Christian leader. Nếu anh chị em là một người mục sư, một người lãnh đạo cơ đốc. And you solve problems like a teddy bear. Nếu chúng ta giải quyết theo phương cách của gấu teddy. Here we have one person in the church. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái sorry. Here we have a problem. Here we have a person in the church. Và bây giờ chúng ta có một người ở trong hội thánh. He don't agree with what you say to be the values of the church. Ví dụ có một người nào đó không đồng ý với một cái giá trị mà chúng ta đưa ra ở trong hội thánh. And you meet him like a teddy bear. Và chúng ta gặp gỡ cái người này giống như là một chú gấu teddy. Mọi người có biết gấu teddy không? Gấu teddy trong các bộ phim của ông Mr. Bean. And you say it's okay. Và chúng ta nói rằng không có vấn đề gì cả. It's not a big thing. Đây không phải là một cái vấn đề lớn. And you just tell him, yeah, we will take your opinion into our values and make your opinions part of the church values. Và tôi sẽ chuyển một số những cái giá trị trong hội thánh, bỏ nó đi và bây giờ thêm cái giá trị của ông vào. Then you act like a teddy bear. Và rồi chúng ta hành xử giống như một cái chú gấu nhồi bông teddy bear. Chú gấu teddy. And you are looking for solutions that are acceptable to the other. Và lúc này chúng ta tìm kiếm một cái giải pháp để rồi có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Some persons have a personality that makes them exposed to handle conflicts like teddy bears. Có một số những con người và họ có những cái đặc tính và khiến cho họ giải quyết cái xung đột trên cái phương cách của chú gấu teddy. I had a pastor once like that was like that. Tôi có một người mục sư mà tôi quen biết đã hành giải quyết giống như vậy. He had a vision and he had a target. Ông ấy có một cái tầm nhìn và ông ấy có một cái mục đích for the church. Cho hội thánh. But when other persons came to him and disagreed. Và có một người khác đến nói chuyện với ông ấy ở trong hội thánh không đồng tình. He lowered his own vision and he just said things to please the other person. Thay vì là người đó đứng một cách vững chắc trong cái khải tượng mà Chúa kêu gọi mình thì ông lại hạ cái khải tượng của mình xuống và sau đó đi chèn thêm những cái điều mà người kia chia sẻ vào. But he actually didn't agree with him. Nhưng mà thực tế thì trong lòng của ông ấy là ông không đồng tình với cái quan điểm hay là cái chia sẻ của cái người mà đến nói chuyện với ông. But he didn't want to talk with him about the challenge. Nhưng mà lại không có muốn nói chuyện với người đó về cái thách thức đặt ra. But afterwards, nhưng mà sau đó, when the pastor talked to others, nhưng mà sau đó khi người mục sư đi và nói chuyện với người khác, he continued to preach his own values and visions.
ông lại tiếp tục chia sẻ cái khải tượng và cái giá trị cốt lõi của mình. And he said bad things about the person that came to him. Và rồi nói những cái điều xấu về cái người mà đã đến gặp ông. So he could not meet the person face to face. Và sau đó thì không thể gặp cái người kia một cách trực tiếp nữa. And sort out the problem. Để rồi có thể giải quyết mọi cái vấn đề. But he told him things that he liked to hear. Nhưng mà thay vì là giải quyết xung đột thì lại nói những cái điều mà cái người kia muốn nghe. And then he told badly about him when he was not there. Và rồi khi mà cái người đó đi ra về rồi thì lại nói xấu về cái người mà đến trò chuyện với mình với những người khác. That's extreme. Và điều này không hề tốt chút nào. The teddy bear tries to please others. Gấu Teddy là một cái cách giải quyết xung đột mà muốn làm hài lòng người khác. The problem doesn't disappear. Và cái vấn đề sẽ không bao giờ biến mất. But the teddy bear only acts like we have no problem. Và gấu Teddy là một cái cách giải quyết xung đột mà chúng ta hành xử giống như là vấn đề đã biến mất rồi. You want to avoid problems. Muốn tránh né xung đột. And adapt to others' wishes. Và sau đó là giống như kiểu là thay đổi hay là điều chỉnh để có thể hài hòa với người khác. The teddy bear looks for solutions that are acceptable for the others. Cái phương cách giải quyết của gấu Teddy là tìm ra những cái giải pháp ấy mà có thể là thích hợp với người khác. The teddy bear is a feel good leader. A teddy bear is a feel good. Feel good. Yeah. Feeling. To feel good. Yeah. Cái phương cách giải quyết của gấu Teddy á, tức là cái phương cách ấy mà tìm cách để làm feel good. To yeah. Feel. Good. You can feel bad and you can feel good. Yeah. And to feel bad, but the teddy bear want everybody to have a good feeling. Yeah. Cái phương cách giải quyết theo cái gấu Teddy tức là chúng ta muốn cho mọi người đều vui vẻ, mọi người đều cảm thấy tốt. The third animal. Chúng ta sẽ bước sang một cái cách giải quyết số 3. The turtle. Yeah. Con rùa. The turtle has a shell. Chúng ta thấy rằng con rùa thì nó có một cái mai rùa. The turtle has a house that it carries with it. Con rùa. Hide if it won't. Dạ. Con rùa nó mang trên mình một cái mai rất là nặng giống như là một cái nhà và nó có thể ẩn mình vào trong đó. The turtle want to avoid conflicts. Chúng ta thấy rằng con rùa thì nó sẽ cố gắng để tránh né xung đột. It avoids conflicts. A turtle want to be neutral. Và chúng ta thấy rằng con rùa nó cố gắng để đứng ở giữa, trung tính. If you want to be a Christian leader, nếu anh chị em muốn trở thành một người lãnh đạo Cơ Đốc, you cannot handle conflicts like a turtle. Chúng ta không thể giải quyết xung đột giống như một con rùa. You cannot just flip out. And be neutral. Chúng ta không thể nhìn thấy xung đột và sau đó chúng ta chạy đi và sau đó đứng một cách trung tính. You are in trung lập. Mà anh chị em cần phải ở giữa cái xung đột đó. As a Christian leader, you are in it. Là người lãnh đạo Cơ Đốc, anh chị em ở giữa xung đột.
ở trong xung đột. You cannot be neutral. Anh chị em không thể đứng trung lập được. You cannot lead and let the other decide where we should go. Anh chị em không thể lãnh đạo nếu như mà anh chị em để cho người khác dẫn dắt nơi mà chúng ta cần phải đi. I heard about a Christian leader once. Tôi nghe về một cái người lãnh đạo Cơ Đốc kia. And he said, "Tell me where the church is going so I can lead them." Và cái người lãnh đạo đó nói với dân sự rằng bây giờ hãy nói cho tôi biết bây giờ hội thánh cần phải đi đâu để rồi tôi dẫn dân sự đi. He was not a leader. Ông ấy không phải là một người lãnh đạo. You cannot be neutral in conflicts. Anh chị em không thể đứng trung lập ở giữa những cái xung đột. The turtle is like this. If the situation can be solved by someone else, that's fine. Yeah. Cái phương cách của con rùa tức là xung đột có thể giải quyết bởi một người khác thì điều đó cũng không vấn đề gì. I don't want to be involved. Tôi không có muốn tham dự một chút nào. That's a turtle. Đấy là cái cách của một con rùa. Then we have the fourth animal. Và chúng ta có con vật thứ tư. The fox. Đây là con chồn à? Cáo à? The fox. Chúng ta có con cáo. If you handle conflicts like a fox, nếu mà chúng ta giải quyết xung đột giống như là một con cáo, you want to compromise. Chúng ta sẽ muốn thỏa hiệp. You give and take. We meet in the, on the middle. Và lúc này thỏa hiệp tức là tìm một cái đâu đó ở giữa. But something cannot be compromised. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có nhiều điều mà chúng ta không thể thỏa hiệp. Mọi người có hiểu từ thỏa hiệp không ạ? Có hiểu có hay không? À, có thì tốt rồi. Dạ. If you have your values, dạ, nếu như mà anh chị em có những cái giá trị cốt lõi, and others have their values, và rồi người khác có cái giá trị của họ, let's take 50% from the one and 50% from the other. Bây giờ chúng ta sẽ trộn lại 50% của người này và 50% của người kia. You cannot compromise. Anh chị em ơi, không thể thỏa hiệp giống như vậy. When the two women in the Old Testament, có hai người phụ nữ ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, came to King Solomon, đến và gặp vua Salomon. One of the women had given birth to a baby. Và một trong hai người đã sinh ra em bé. The other woman envied the first one. Và cái người thứ hai cũng đến với người thứ nhất. And said, "It's my baby." Nói rằng, à, đây là con của tôi. And they came to King Solomon. Và cả hai đều đến gặp vua Salomon. And King Solomon said, "Handle me a sword." Và vua Salomon nói, bây giờ nhá, mang cho tôi một thanh kiếm. And he wanted to do a compromise. Và sau đó, là vua Salomon muốn thỏa hiệp. I split the baby. Bây giờ nhá, chia đôi cái đứa bé, mỗi người một nửa. And you can get one half each. Và bây giờ nhá, mỗi cô đều có một nửa rồi. Some situations cannot be compromised. Anh chị em ơi, có những cái tình huống mà chúng ta không thể giải quyết bằng cách thỏa hiệp. It's a matter of life and death. Nó nằm giữa ranh giới của sự sống và sự chết. The real mother of the baby. Chúng ta thấy rằng người mẹ thực của đứa trẻ. She said she can have it. Cô nói rằng xin hãy để cho người kia nuôi nó. The fox. Con cáo won't compromise. Con cáo là một cái tính cách mà muốn thỏa hiệp. In some situations, có một số những cái tình huống hay những cái trường hợp, you could enter into compromise. Chúng ta we could, right? You could. Yeah. Có một số những cái trường hợp chúng ta có thể thỏa hiệp.
when it is very important to reach a common solution. Để chúng ta có thể chạm đến một cái giải cái phương án giải quyết chung. But not in all conflicts. Nhưng mà không phải trong mọi cái xung đột. Some conflicts, one thing is right and the other thing is not right. Bởi vì có nhiều cái xung đột á, nó rất là rõ ràng, một cái là đúng đắn, một cái là sai trái. But in other situations, nhưng mà có những cái tình huống, compromise is good. Thì chúng ta thấy rằng thỏa hiệp là tốt. But not always. Nhưng mà không phải luôn luôn là như vậy. I have one more animal. Và tôi muốn và có một cái and we take that after the break. Yeah, chúng ta sẽ chia sẻ cái con vật này ở sau cái lúc chúng ta nghỉ giải lao ạ. 15 minutes after 11 giờ 15 thì chúng ta sẽ học tiếp ạ.